mô hay hạ mình ao ý bơi chỉ mà thì sẽ cái mình sinh hậu mà sẽ thề tài thế hết bàn mình sinh đăng hờn mình sinh đăng sườn anh ơi lấy giấy ghi tên tuổi gia đình vào đi họ và tên thời kỳ đại cái lá pi bữa trưa nay áo chế mà nặng bữa nay nặng cái này mà thay tất cả rồi anh vào đây mà này nặng lên mì nha vâng là mà vâng mà đấy cái mẹ trước cái số một cái đây để thầy chỉ đó chắc có đây cái mẹ luôn à mẹ xin chào các bạn quý vị và khán giả hôm nay làm thêm được văn quan hôm nay cắt khai làng cho anh giai này để lấy vợ đây ai chưa ai mà chưa có chồng thì về đây nhá rất là đẹp giai đây có đẹp giai lắm đẹp giai mà nhở bây giờ sinh năm 90 nha 34 tuổi đang cần tuyển nữ trên 18 đủ 18 tuổi trở lên không ai là gì anh. Nhưng mà anh gạch ngang đi, gạch ngang xong rồi là gạch ngang đi. Là bao nhiêu tuổi? Gạch ngang xong rồi là bao nhiêu thứ mấy? Bà là thứ mấy? Tài kỷ à? Thứ nhất là một, đi một à? Thứ số một, gạch ngang. Được bao nhiêu tuổi mụ, sinh năm bao nhiêu? Sinh năm tuổi như thế nào? Sinh năm bao nhiêu, bà sinh năm bao nhiêu? 56. 56 gì? 56. 68 tuổi, thân. Thế là ghi 68 à? Ghi số 68 đi. 68 tuổi à? Ghi số 68 đi. Ừ, mà thân để thầy biết thân xong tiếp tục đến anh trai trong nhà bà anh trai của anh mà họ là tên gì Hoàng Văn Ngự gì đúng 88 sinh năm 88 mà người gạch ngang thứ mấy thứ đầu gì số một đi đi xong ngày ngang 88 là được bao nhiêu tuổi nhỉ? 88 là được 36 tuổi. Mở ngoặc thìn. 36 rồi. Đâu? 88 á? 36. 36. Mở ngoặc thìn đi. Thìn. Thìn là con luồng ấy, con luồng ấy. Rồi bác này tiếp tục lần tự là em rồi. Em đi. Hỏi là tên gì? Thầy vui tính có người theo cái gì theo tận nhà là phải làm gì có ai theo tận nhà đâu hai à ghi hai đúng không vì em là thứ hai mà số hai sinh năm 34 tuổi sinh năm bao nhiêu 94 tức thật là 90 đâu anh 94 thật á 94 thế mà mình cứ gọi nó bằng anh điều thêm biết anh mới 90 phải không chưa thì 30 mà ngoặc tốt tốt thế anh nào 90 anh nào 90 còn có anh nữa không có ai nữa rồi 94 rồi bây giờ thì hết rồi gì hết anh em là sao bây giờ cái vợ của anh này kẻ ngang một bạn đi xong rồi cái vợ này là số 4 đây là cái gì họ và tên gì vợ ghi vợ ghi hay ghi cứ ghi họ và tên luôn thầy khắp biết còn họ họ và tên gì nhỉ ở ngoài đâu rồi ngọc cái gì ngọc rồi nhưng mà gì họ gì còn chưa rõ chào Phạm Hùng nha chúc Phạm Hùng con ghi con trước cũng được nghe đây ghi hết này không ghi vợ cho chứ theo thứ tự chứ bà con làm sao chết được à, thôi con để trong ra trong đời số năm là con đây con của anh Ngự Hoàng gì Hoàng Văn Quý Hoàng Văn Quý Hoàng Văn Quý là Hoàng cái gì Hoàng Văn là Hoàng cái gì Ngọc Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc 89 Văn Quý sao Trịnh Thị Ngọc đi Trịnh Thị Ngọc đi Trịnh Thị Ngọc là bên Thái Ký à Thái Ký thì gì thì gì bà quên rồi thì gì Ngọc á tên Ngọc á
Rồi rồi. Thứ hai. Kể ca thứ hai. Sao cầm bút? 589 nữa. 589 là đấy 35 tuổi. Tuổi tỵ. Y dài nhỉ? Y dài. Học đấy có mấy rồi? Ôi trời, lớp 5 rồi. Hai lơ. Mà mày là yêu. Yêu khoái là mấy chị Hoàng Vĩ là họ Hoàng. À, thôi. Được rồi. Chị cứ ngồi im đi, được rồi. Sắp xong rồi. Hoàng Khôi Vĩ in ngắn. Hoàng Khôi Vĩ thứ mấy, thứ đầu, kẻ ngang đi. Hoàng Khôi Vĩ sinh năm bao nhiêu nhỉ? 13. 13 là 11 tuổi, ghi đi số 11. Là tuổi tỵ mà ngoạc ra. Tỵ à? À. Hay là tiếp tục đưa thêm hai đồng. Hoàng Diệp Anh. 6 à? Vẽ ất dậu luôn. Diệp á? Hoàng Diệp Anh. Diệp Anh. Diệp Anh. Ai nhỉ anh? Anh. Diệp Anh. Ơi. Rồi kể ngang thứ hai đi. Sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2017. 2017 là được 7 tuổi. Mụ. Kẹt ngang tuổi dậu. Thế rồi xong bây giờ là cái thổ công ở đây là thổ công gì đi? Thổ công 2 chấm. Thổ công.